Nói về dinh dưỡng mà để phòng trượt giúp thì cái đầu tiên mình phải tập luyện cho nó đủ đã. Hai, xong rồi mình mới đến phần dinh dưỡng. Phần dinh dưỡng thì nó có gel, có muối, có các cái thực phẩm như là magie chẳng hạn, nhiều khác nhau. Thì cái phần tại sao nó cũng trượt giúp thì là lúc mình chạy ấy, cái cơ thể mình, cái cơ mình tập nó chưa đủ, nó chịu được đến một cái ngưỡng quá ngưỡng thì cái cơ nó sẽ sinh ra cái phản ứng để bắt buộc mình dừng lại, vì là đến mức này chịu được nổi không thể tiếp tục nữa thì bắt buộc nó sẽ sinh ra cái trợ giúp. Còn nếu mình đã tập đủ mà vẫn bị trợ giúp thì nó liên quan đến dinh dưỡng. Lúc mình chạy, mình cái cơ thể mình dùng, lúc mình chạy thì lúc nào cũng phải thi đấu hơn cái lúc mình tập luyện, nên là cơ thể lúc mình cần các cái dinh dưỡng để bù vào, như gel thì nó bù năng lượng đường, muối. Còn muối, các những còn nói đến cái phần muối, không phải lúc nào thời tiết nào mình cũng dùng như nhau thôi. Rồi phần muối thì mùa hè mình đổ mồ hôi nhiều thì dùng nhiều, thì mình dùng nhiều, và mình dùng muối thì mình kết hợp với là uống nước. Chứ anh mà dùng muối nhiều mà anh không dùng nước thì nó lại phản ứng dụng. Bây giờ muối nó giống như kiểu nó vào trong cơ thể mình, lúc mình chạy nó mất đi muối khoáng rồi những cái chất luôn, thì anh bù muối vào mà anh không uống nước thì cái muối nó vào, thì muối là cái chất mà nó nước nó khô mà nó vào nó làm nước nó mất nước trong người thì nó lại càng nguy hiểm hơn. Nên là làm sao mình hài hòa nhất là mình dùng muối và mình kết hợp nước nó đầy đủ đấy, thì nó mới đạt cái hiệu quả tốt nhất, chứ không phải là uống nhiều muối mà lại không uống nước hoặc là những cái thời tiết mà mùa đông chẳng hạn thì mình cũng không cần dùng muối nhiều. Lúc đấy mồ hôi mình chạy mình nó có tiết ra mồ hôi nhiều anh, thì nó mình không bị mất muối nhiều, nó không bị mất muối, mà mùa đông mình chạy lại không khát nước thì mình uống muối vào nó lại không phản tác dụng. Đấy là mình dùng, mình tính nó làm sao thời tiết như nào mình dùng cho nó phù hợp nhất. Đừng quên theo dõi PA Sport để đặt câu hỏi và được giải đáp thắc mắc từ các huấn luyện viên, vận động viên chuyên nghiệp tuyển quốc gia nhé.